cấp 3 quýnh lộn không? Quýnh với ai vậy? Quýnh với xe hồn má. Trời ơi, hết hồn má. Dạ, công an mới bắn không? Đúng rồi kìa, thấy kìa. Đó, bắn thêm lần nữa. Ủa sao cái này em thấy cầm sao cái này nhanh không? Cầm mấy cái cây gì á, cây hàng hay gì á. Ủa sao mấy công an đến nhanh vậy? Không biết nữa, chắc có người điện rồi. Sao điện thoại em quay mờ quá. Nó chạy tán lại. Kìa, mày bắt rồi kìa. Mấy xe này chị. Rắp bài nó sung quá mày. Đợi kia vô coi Tiến. Đâu rồi. Coi cái gì ra. Đây chìa khóa xe đâu? Bắt được không anh? Hình như mấy ông xe ôm cầm cái cây quýnh đúng không? Kìa đó. Trời. Có sao giờ mà lời mà. Chán ghê. Đó, vô hồ, cùng mày. Em qua em thấy quần gì đó tức ghê. Còn người lấy xe